Xin chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải một đề kiểm tra minh họa học kỳ 2, học kỳ 1, lần số 2. Chúng ta bắt đầu nha. Trong những tiết học trước thì thầy đã hướng dẫn các em ôn tập các chương 1, 2 và 3 với các bài tập và tương ứng với mỗi phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại các cái nội dung của chương trình đã học. Đây là một cái bài kiểm tra học kỳ minh họa. Chúng ta bắt đầu. Câu số 1. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào các đại lượng nào? Trong bài dao động cưỡng bức thì các em biết là biên độ dao động cưỡng bức nó phụ thuộc vào ba đại lượng. Ba đại lượng đó là biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ ngoại lực, phụ thuộc vào tần số ngoại lực và phụ thuộc vào lực cản của môi trường. Vậy nó sẽ không phụ thuộc vào pha ban đầu. Các em thấy câu B, C, D đều đúng. Biên độ ngoại lực, tần số ngoại lực, lực cản môi trường. Tiếp tục câu số 2. Khi nói về dao động điều hòa, câu nào đúng? Đối với câu 2 này, các bạn lưu ý trong cái giản đồ sau nói về độ lệch pha của các đại lượng, đó là ly độ x chế pha nhất, sau đó đến vận tốc và cuối cùng là gia tốc. Gia tốc sớm pha hơn vận tốc và ly độ. Gia tốc A cũng cùng hướng với lực tác dụng luôn. Lực tác dụng này gây ra dao động điều hòa gọi là lực kéo về có độ lớn bằng trừ kx. Vậy các bạn thấy lực kéo về và ly độ là ngược pha với nhau, nên đáp án câu 2 là phương án C. Hợp lực tác dụng lên vật là F đó, ngược pha với ly độ là x. F ngược pha với x. Câu số 3. Các bạn đọc đề. Những bài toán mà có hai phương trình dao động thành phần x1, x2 chúng ta phải tổng hợp nó. Trước hết khối lượng 100 này các bạn đổi thành 0,1 ký. Chúng ta dùng mod 2 để tổng hợp dao động điều hòa là các bạn nhập A1 là 5, Φ1 là 0, cộng với A2 là 10, Φ2 cũng là 0. Sau đó bấm Shift 23 thì nó sẽ ra biên độ tổng hợp là 15 và pha không có nghĩa là bằng 0. Vậy ta có A tổng hợp bằng 15 cm, các bạn đổi thành 0,15 m. Sau đó chúng ta dùng công thức cơ năng bằng 1/2 m omega bình a bình, rồi sau đó các em thay số. Chúng ta sẽ được đáp số là bằng 0,1125 joule. Lưu ý khi tính cơ năng các bạn phải đổi A ra đơn vị là mét. Cho tiếp câu số 4. Máy phát gồm 6 cặp cực. Số cặp cực của máy phát chỉ là P, P bằng 6 cặp. Để sinh ra dòng điện có tần số F bằng 50 thì tốc độ quay của rotor bằng bao nhiêu? Nghĩa là đi tính n bằng hỏi chấm đó. Ta có công thức là F bằng n nhân P, với điều kiện là n tính theo đơn vị vòng trên phút, còn nếu vòng trên giây. Còn nếu vòng trên phút thì các bạn dùng công thức np chia 60.
Vậy bài này các phương án đáp án là vòng trên phút, vậy các em dùng công thức dạng 2. Rồi sau đó bấm máy thì dễ dàng ra đáp số là cos 500 vòng trên phút. Các máy phát người ta phải tăng số cặp cực lên để vẫn đảm bảo dòng điện xoay chiều với tần số 50, nhưng mà khi đó tốc độ quay của máy nó đã giảm đi thì nó sẽ nâng cao cái tuổi thọ cho máy đó. Câu số 5. Chọn câu đúng. Sóng siêu âm thực ra nó cũng chỉ là sóng âm thôi, nó không thể truyền được trong chân không đâu. Nó vẫn là sóng cơ học thôi, nên là nó cũng chỉ truyền được trong các môi trường rắn lỏng khí. Nhưng mà có hai loại là sóng ngang và sóng dọc. Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng và nó chỉ truyền được trong môi trường rắn và bề mặt chất lỏng thôi. Còn sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng và sóng dọc thì truyền được cả ba rắn lỏng khí, nên bài này chọn đáp án đúng là câu C. Các em nhớ trong không khí thì sóng âm là sóng dọc, nhưng mà sóng âm nói chung trong môi trường rắn thì lại truyền tốt nhất, rồi sau đó mới đến lỏng, rồi môi trường khí lại kém hơn. Thầy lấy ví dụ như ở trong môi trường thép thì vận tốc âm thanh có thể lên tới 5.000 mét trên giây, trong môi trường nước thì 1.500, nhưng trong không khí thì vận tốc của âm thanh chỉ cỡ khoảng 330 mét trên giây mà thôi. So với ánh sáng thì âm thanh truyền đi chậm hơn so với ánh sáng rất rất nhiều lần. Ta sang câu số 6. Bài này hỏi công thức tính cơ năng của con lắc đơn. Các em nhìn trên hình, một con lắc đơn có cấu tạo gồm sợi dây có chiều dài L gắn với vật có khối lượng M, và để cho dao động thì ta phải kéo ra một góc ban đầu alpha 0 gọi là biên độ góc. Vậy cơ năng tính theo công thức A. Với alpha 0 là biên độ góc. Câu số 7, chọn câu đúng về sóng dừng. Sóng dừng cũng là hiện tượng giao thoa nhưng mà xảy ra trên một phương giữa sóng tới và sóng phản xạ. Hai sóng này cùng truyền trên một sợi dây nên cùng môi trường, tức là vận tốc là như nhau, nên đáp án là câu A. Sóng tới và sóng phản xạ cùng tốc độ bởi vì nó cùng truyền trên một môi trường là sợi dây. Thông thường khi sóng truyền đi thì tần số luôn không đổi, vận tốc thay đổi theo môi trường làm cho bước sóng thay đổi theo. Câu số 7. Đề bài cho biểu thức từ thông của dòng điện xoay chiều, đây đi tìm biểu thức của xuất điện động. Xuất điện động là E. Chúng ta thấy biểu thức của từ thông như vậy. Cái hệ số bên ngoài này chính là từ thông cực đại phi không. Vậy muốn tìm biểu xuất thức của xuất điện động E, ta chỉ cần dùng công thức E bằng trừ của phi phẩy. Khi đạo hàm cốt này thì sẽ sửa thành trừ sin và lại có thêm một dấu trừ bên ngoài nữa, vậy hai dấu trừ sẽ mất đi và ta nhân thêm một cái omega ra ngoài nữa, vậy ta có như sau: E bằng 2 nhân 10 mũ trừ 2 phần pi, rồi ta nhân thêm với omega là 100 pi. Hàm cos sửa thành hàm sin 100 pi t cộng pi trên 4.
cho bấm máy sẽ được bằng 2 sin 100 pi t cộng pi trên 4. Vậy các em không thấy đáp án này ở trên các phương án này. Chúng ta thử sửa thành hàm cốt xem sao nhé. Sin đứng, sin cốt nằm. Vậy chúng ta sửa sin thành cốt là ta quay xuống một góc pi trên 2. Vậy các em trừ pi trên 2. Các em sửa hàm sin này thành cốt, rồi sau đó trừ thêm pi trên 2 thì sẽ thấy đáp số là câu C. Tiếp theo, ta sang câu 9. Câu này chỉ hỏi tên của các đại lượng thôi. Năng lượng sóng gửi qua một diện tích đặt vuông góc với phương chuyển sóng thì cái này gọi là cường độ âm. Đáp án câu C. Cường độ âm ký hiệu là Y, đơn vị là watt trên mét vuông. Cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn nghe được thì ký hiệu là Y0, hoặc gọi là cường độ âm chuẩn đó, hoặc gọi là ngưỡng nghe đó. Còn mức cường độ âm là L. L là mức cường độ âm. Đơn vị là ben hoặc là decibel. Nó đặc đại diện cho độ to của âm thanh đó. Vậy là Y và Y0, đơn vị là watt trên mét vuông, đều gọi là cường độ âm. L gọi là mức cường độ âm. Tiếp câu số 10. Mạch này chứa tụ điện. Với mạch chứa tụ C thì cường độ dòng điện I nằm ngang, hiệu điện thế U sẽ quay xuống, nghĩa là U trễ hơn I, hay ngược lại, I sớm hơn U. Vậy ta có phi I, I sớm thì sẽ bằng phi U cộng pi trên 2. Vậy dễ dàng thấy đáp án là câu A. Câu số 11. Chúng ta biết phương trình sóng tại một điểm M do nguồn gửi tới có dạng là A cos omega t trừ đi một độ lệch pha là 2πd hoặc là 2πx chia lambda. Vậy chúng ta so sánh hai phương trình này, các bạn sẽ tính được omega là bằng 4π, còn cái độ lệch pha là 2πx chia lambda chính là bằng 0,02πx. Vậy chúng ta sẽ tính được chu kỳ t bằng 2π chia omega là bằng 0,5. Rồi các em cho cái độ lệch pha 2πx chia lambda này cho nó bằng 0,02πx. Bỏ pi và x, các em kiếm được lambda bằng 100. Mà x ở đây lớn đơn vị là cm thì lambda cũng là cm. Suy ra V bằng lambda chia T. V bằng lambda chia T. Vậy đáp số là bằng 200 cm trên giây. Đó. Với cái đề này thì có cả những câu trắc nghiệm và câu tự luận. Các em lưu ý là có những trường là sẽ có một phần là trắc nghiệm, một phần là tự luận. Thì thầy cho một số câu tự luận để chúng ta biết cách giải như vậy. Nếu chúng ta đổi ra đơn vị là mét thì nó sẽ thành là bằng 2 mét trên giây. Ngoài ra có một cái cách tính nhanh của bài toán này, đó là các bạn cứ lấy cái hệ số của t chia cho hệ số của x. Thì cách 2 đó là các bạn sẽ tính là V lấy 4π chia cho 0,02π thì nó cũng ra đáp số là 200.
Các em sang tiếp câu số 12. Cho biểu thức hiệu điện thế có omega lúc này là bằng 120 pi. Hỏi sau mỗi giây, tức là sau một giây đó, điện áp là U ấy, bằng không là triệt tiêu bao nhiêu lần? Cho giải bài toán này nó giống như là dao động điều hòa nhé, coi như đây là một dao động điều hòa đây, vị trí cân bằng là O đây, vị trí hai biên chính là U0 với trừ U0 đây, U0 và trừ U0. Một dao động điều hòa được tính là đi từ biên về đến cân bằng, sau đó từ cân bằng ra biên âm, rồi sau đó về cân bằng sang biên dương, đấy là hết một vòng. Vậy trong một dao động này, nó hiệu điện thế nó đi qua cân bằng hai lần. Vậy các bạn đi tính F trước này. Từ cái biểu thức kia thì các bạn tính được là F chia bằng omega chia 2 pi là bằng 60. 60 Hz có thể gọi là 60 vòng trên giây cũng được. Mỗi vòng thì nó đi qua cân bằng 2 lần. Vậy thì 60 vòng sẽ đi qua 120 lần. Đấy chính là số lần mà hiệu điện thế bằng 0. Có cách tính nhanh là các bạn cứ lấy cái omega này bằng bao nhiêu, omega bằng bao nhiêu, các bạn bỏ pi đi, thì đấy chính là số lần. Hoặc là số lần đổi chiều cũng 120 lần, số lần triệt tiêu cũng bằng 120 lần trong một giây đó. Câu số 13. Giao thoa. Đề bài cho tần số và vận tốc thì các bạn cứ tính trước ra là lambda bằng V chia F. Thông thường là cứ cho có thể tính được cái gì thì các em cứ tính nó ra. V là 2 chia 40 bằng 0,05 mét, hoặc là các em đổi ra là bằng 5 cm. Đề bài hỏi khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu kề nhau là gần nhất trên đoạn thẳng S1 S2. Đây thầy giải thích lại thôi chứ thực ra một số các em đã thuộc rồi thì các bạn có thể làm rất nhanh. Theo lý thuyết chúng ta biết là các đường cong cực đại này là những đường hyperbol, nó cách đều nhau, những khoảng cách, cứ các khoảng cách này đều bằng nhau hết là lambda trên 2. Còn cực tiểu cũng cách đều nhau như vậy, thế nên suy ra từ một đại đến một tiểu gần nhất sẽ là lambda trên 4. Vậy các em suy ra lấy cái lambda vừa tính đó chia cho 4 là ra đáp số 5 chia 4 là 1,25, cho lấy đơn vị là cm. Đấy là đáp số. Chúng ta giải nhanh như vậy. Câu số 14. Cứ N đỉnh hoặc là gợn liên tiếp thì chúng ta sẽ suy ra, hoặc là khoảng cách thì ta chỉ lấy N trừ đi một lần bước sóng. Còn nếu như hỏi về thời gian thì các bạn sẽ suy ra là N trừ một lần chu kỳ. Lúc đầu người ta nói nhô lên 9 lần trong 12 giây, đây là người ta cho thời gian. Vậy chúng ta sẽ suy ra 9 lần thì chỉ có 8 thôi, 8 chu kỳ bằng 12. Vậy suy ra T bằng 1,5. Tiếp, khoảng cách hai ngọn sóng kề nhau là 3 mét. Các em nhìn trên hình này các bạn thấy hai cái ngọn sóng đây kề nhau chính là một bước sóng luôn. Vậy ta có lambda bằng 3 mét.
Sau đó các em suy ra được V bằng lambda chia T. V bằng lambda chia T, vậy đa số là bằng 2. Câu 14 đa số bằng 2 mét trên giây. Câu số 15. Cho hai phương trình dao động điều hòa có biên độ là A1 bằng 5, A2 bằng 12. Hỏi biên độ tổng hợp không thể nhận giá trị nào sau đây? Cái điều kiện của biên độ tổng hợp đấy là A nó không được chạy quá trong khoảng từ A1 trừ A2 đến A1 cộng A2. Các em thay hai số là số 5 và số 12 vào. 5 trừ 12 bằng 7, 5 cộng 12 bằng 17. Vậy là suy ra A nó chỉ được phép chạy từ số 7, 8, 9, 10 vân vân đến số 17. Vậy là không thể nào bằng 6 được, bởi vì số 6 nó bé quá. Câu số 16. Năng lượng chính là cơ năng nhé các em nha. Trong dao động điều hòa thì năng lượng chính là cơ năng. Cơ năng thì gồm có động năng và thế năng. Hai đứa đó nó biến thiên. Ví dụ như ở cân bằng thì động năng là lớn nhất. Động năng lớn nhất. Còn thế năng triệt tiêu là bằng 0. Ngược lại, ở biên thì thế năng lớn nhất, động năng bằng 0. Vậy dễ dàng bài này chúng ta chọn được đáp án đó là câu C. Cơ năng sẽ bằng thế năng khi vật có ly độ cực đại. Ly độ cực đại chính là ở biên đó. Ly độ cực đại là ở biên. Mà ở biên thế năng lớn nhất rồi nên là lúc này cơ năng sẽ bằng với thế năng ở chỗ đó luôn. Câu số 17. Đề bài yêu cầu tính hệ số công suất. Hệ số công suất chính là cos phi, với phi là độ lệch pha giữa U và Y. Vậy độ lệch pha thì ta lấy hai đó trừ nhau, vậy là bằng cos của phi U, pi trên 3 trừ đi phi Y trừ pi trên 6. Dễ dàng ra đáp số là bằng 0. Câu 17, hệ số công suất là bằng 0. Mạch này không tiêu thụ công suất. Chúng ta dễ dàng đoán được mạch này là mạch chỉ trước cuộn cảm thuần, bởi vì hiệu điện thế nó sớm pha hơn dòng điện góc pi trên 2. Cho tiếp sang câu số 18. Để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải xuống 4 lần thì người ta đã làm biện pháp đó là tăng hiệu điện thế lên 2 lần. Lý do, công suất hao phí delta P sẽ bằng R nhân P bình chia cho U bình. Nếu coi như cos phi bằng 1 thì ta chỉ chia cho U bình thôi. Nếu U tăng lên 2 lần thì hao phí sẽ giảm xuống 4 lần. Đây là một cách rất hiệu quả. Câu D. Câu số 19. Đây là dạng viết phương trình dao động thì ta phải đi tính 3 đại lượng là A, omega và phi. Quỹ đạo dài 10. Quỹ đạo nghĩa là được tính từ biên này sang biên kia. Từ A đến A phẩy, đoạn này là bằng 10. Vậy suy ra là OA chỉ bằng 5 thôi. Vậy là A bằng nửa là bằng 5. Chu kỳ bằng 1. Các bạn dùng công thức là 2pi chia omega. Xin lỗi. 2pi chia cho T. Vậy bằng 2 pi.
Góc thời gian khi qua cân bằng theo chiều dương thì phi sẽ bằng trừ pi trên 2. Khi vật đi qua cân bằng theo chiều dương nghĩa là nó hướng từ trái sang phải này, nó sẽ tương ứng với cái vật chuyển động tròn đều từ cái điểm M này, từ điểm M này và nó quay theo chiều này, thì lúc này hình chiếu của điểm M nó sẽ đi qua cân bằng theo chiều dương, mà điểm M ở dưới này nghĩa là phi sẽ bằng, phi là góc này trừ pi trên 2. Các em nên học thuộc những vị trí đặc biệt đó. Thì đáp án sẽ là câu A. Cứ góc thời gian vật đi theo chiều dương thì phi sẽ âm, vật đi theo chiều âm thì phi sẽ dương. Vậy là phi nó sẽ ngược với cái chiều chuyển động. Tiếp câu số 20. Cho mạch RLC nối tiếp, cho biểu thức hiệu điện thế tính cường độ hiệu dụng. Cường độ dòng điện hiệu dụng thì chúng ta cứ dùng theo định luật ôm tổng quát nhất, đó là Y hiệu dụng sẽ bằng U hiệu dụng chia cho tổng trở là gồm 3 đứa là R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình thôi. Ta dùng công thức này. Nhớ là U hiệu dụng nhé, tính theo U hiệu dụng. Vậy bây giờ chưa có ZL, ZC thì các bạn sẽ tính ra. ZL bằng L omega, omega là bằng 100 pi, cái này nó sẽ ra là 20 đó. ZC bằng 1 phần C omega. Có điều là cái C này nó có đơn vị là micro, là phải nhân với 10 mũ trừ 6. Micro là phải nhân với 10 mũ trừ 6. Vậy sau đó các bạn là cho vào sau đó tính. Cái này nó bằng 5, bằng 50. Sau đó các bạn ráp vào công thức này. U hiệu dụng thì chỉ lấy là bằng 100 thôi nha các bạn. Cái 100 căn 2 này là U0, vậy ta xóa nhẹ căn 2 thì U hiệu dụng chỉ bằng 100 thôi. Rồi thay số vào. Cái này đa số là cường độ dòng điện là 2 ampere. Nếu đề bài người ta hỏi số chỉ của ampere kế thì cũng bằng 2 luôn. Câu số 21. Khi sóng truyền đi, tần số luôn không đổi, vận tốc thì thay đổi theo môi trường, làm cho bước sóng thay đổi theo. Vậy đại lượng không đổi ở đây chính là tần số. Biên độ nó thay đổi nha các bạn nha. Khi sóng nó truyền đi thì năng lượng nó phải yếu dần thì biên độ cũng phải giảm. Trong các bài toán thì chúng ta thường bỏ qua cái sự thay đổi này, chúng ta coi như biên độ không đổi, chứ thực ra là biên độ nó thay đổi đó, biên độ nó giảm dần đó, chỉ có tần số là không đổi thôi. Câu 22. Dao động điều hòa thời gian liên tiếp vận tốc triệt tiêu, vận tốc triệt tiêu là bằng 0 đấy, V bằng 0 là ở biên đấy, V bằng 0 là ở hai biên nhé. Thế nên cái số 0,2 giây này chính là thời gian đi từ biên này sang biên kia. Vậy ta có là đi từ biên này sang biên kia là T trên 2, đề bài cho bằng 0,2. Vậy ta nhân lên thì T sẽ bằng 0,4. Rồi sau đó tính được F bằng 1 chia T. Đáp án là câu B. Câu 23. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều, hay là nguyên tắc hoạt động của máy phát, hay của động cơ, hay là của máy biến áp,
thì các em lưu ý đều dựa trên một hiện tượng đã được học lớp 11, đó là hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi từ thông biến thiên thì sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng. Từ thông phi biến thiên sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng. Câu số 24. Phương trình này quá quen, các bạn thấy phi bằng trừ pi trên 2 nó giống bài lúc nãy nhá. Vậy thì lúc xuất phát là nó sẽ đi qua cân bằng theo chiều dương đấy. Cân bằng chiều dương. Cứ phi âm là đi theo chiều dương. Câu số 25. Cho vận tốc và cho chu kỳ thì mình sẽ tính được là lambda bằng vt. Vậy dễ dàng bấm ra bằng 2 mét. Khoảng cách gần nhất hai điểm ngược pha, thầy lấy ví dụ hai điểm ngược pha gần nhất chính là điểm O với điểm A là ngược pha. Điểm B là cùng pha. Đây pha dao động của các phần tử ở đây nó như sau này, điểm O đi xuống, điểm B đi xuống, đấy là cùng pha. Còn điểm A đi lên. Vậy các bạn lấy hai điểm mà gần nhất ngược pha thì các bạn có thể lấy điểm O với điểm A, hoặc là lấy A với B. Nghĩa là gần nhất ngược pha là cách nhau một khoảng nửa bước sóng, lambda trên 2. Vậy đa số là bằng 1 mét. Câu B. Hoặc các em dùng công thức điều kiện ngược pha là D bằng K trừ 0,5 lambda. Thì ngược pha gần nhất các em lấy K bằng 1 thì các bạn sẽ tính được D. Tiếp theo câu 26. Trên dây dài 2 mét đang có sóng dừng với tần số 100, người ta thấy ngoài hai đầu cố định, tức là hai đầu AB đã cố định rồi, xong là trên dây còn có 3 điểm khác luôn đứng yên, chính là hình vẽ này đây. Một điểm đứng yên, hai điểm đứng yên, ba điểm đứng yên cộng thêm với hai đầu nữa, vậy tổng tất cả là có 5 nút. Các bạn ngăn ra từ đây tới đây là một bước sóng, vậy tất cả ta có L bằng 2 lambda. Từ hình vẽ ta có như vậy. Với những bài toán sóng dừng các em hay giải theo cách là chúng ta vẽ và đếm thôi, ta cũng ít dùng công thức. Vậy suy ra lambda lấy 2 chia 2 là bằng 1 mét. Suy ra V bằng lambda nhân F. Đa số bằng 100 mét trên giây. Tiếp theo câu số 27. Đề bài cho hai nguồn sóng S1, S2. Hai nguồn sóng này cùng pha và có biên độ bằng 1, nghĩa là cái A nhỏ đấy, A nhỏ là biên độ của mỗi nguồn là bằng 1. Cho bước sóng lambda bằng 20. Điểm M cách hai nguồn lần lượt là 50 với 10. Nghĩa là điểm M nằm ở đây thì khoảng cách từ M tới nguồn S1 là 50, là D1 đấy. D1 bằng 50. Còn D2 bằng 10. Vậy thì hỏi điểm M này nó sẽ dao động với biên độ bao nhiêu? Đây chính là công thức tính biên độ giao thoa. Thì ai thuộc công thức rồi thì rất dễ thôi. Bằng chỉ tuyệt đối 2A nhân cos pi D1 trừ D2 chia cho lambda. Máy tính để chế độ radian, A nhỏ là bằng 1 rồi, vậy thay vào đa số bằng 2 cm.
bạn nào nhẩm nhanh thì các bạn có thể làm cách khác nhanh hơn là các em thấy D1 bằng 50, D2 bằng 10, vậy hai đứa này trừ đi nhau là bằng 40, là gấp 2 lần bước sóng rồi. Vậy điểm M nó nằm trên cực đại, mà đã là cực đại thì phải dao động với biên độ gấp đôi biên độ của mỗi nguồn. Vậy suy ra gấp đôi là bằng 2 cm. Câu số 28. Mạch RLC nối tiếp cho biểu thức hiệu điện thế. Yêu cầu viết biểu thức cường độ dòng điện. Nếu làm đúng bài bản thì các em sẽ đi tính như sau này. ZL các bạn tính trước. ZL bằng L omega là 100. ZC bằng 1 phần C omega là bằng 70. Muốn viết biểu thức cường độ dòng điện I thì các bạn phải tính được I0 và phi I ra. Thế thì I0 các bạn dùng định luật ôm là bằng U0 chia căn R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình. Các bạn lưu ý định luật ôm lúc thì ta viết theo giá trị cực đại, lúc thì viết theo giá trị hiệu dụng, tùy theo ý muốn của mình. Vậy thì thay số cái này. U0 là 120 căn 2, còn cái tổng trở kia dễ dàng nhẩm ra là bằng 30 căn 2. Vậy là bằng 4. Bằng 4. Muốn tính phi y sẽ bằng phi u trừ đi một cái lượng chênh lệch là phi, mà phi này các bạn phải tính tan phi ra bằng ZL trừ ZC chia R. Tan phi bằng ZL trừ ZC chia R. Vậy là tan phi bằng 1, góc đó là pi trên 4. Rồi sau đó ráp vào thì được đáp án là câu B. Có cách khác, các bạn dùng số phức bấm máy thì các bạn sẽ tìm ra được. Các bạn lấy biểu thức số phức của U, cách khác là Y sẽ bằng. Các lấy biểu thức của U là 120 căn 2 góc pha của U là bằng 0 chia cho tổng trở dưới dạng số phức, đó là R là 30 cộng với ZL là 100 trừ đi ZC là 70 nhân với số Y là số phức trong máy tính nha. Thì nó cũng ra đáp số đó là 4 và trừ pi chia 4 thì ra cũng ra câu B. Tiếp theo câu số 29. Đề bài cho hiệu điện thế hiệu dụng nhưng mà lại đi tính hiệu điện thế cực đại. Trước hết chúng ta cứ đi tính hiệu điện thế hiệu dụng của toàn mạch đã. U tính theo Pythagore đó là UR bình cộng với UL trừ UC tất cả bình. 80, 80, 20 các bạn thay vào sẽ ra đáp số là 100. Vậy suy ra U cực đại nó sẽ gấp căn 2 lần hiệu dụng, sẽ là 100 căn 2. Câu số 29. Cuộn cảm L. Với mạch chứa cuộn cảm L thì ta có Y hiệu dụng bằng U hiệu dụng chia cho ZL. Nhưng mà U hiệu dụng là các bạn phải bỏ căn 2 đi nha. Căn 2 này là tính U0 nữa. Vậy thì các bạn dễ dàng tính ra ZL sẽ lấy 200 chia 2 là 1. Vậy là câu A. Tiếp theo câu số 31. Tần số của con lắc lò xo
flux lò xo thì phải tính theo m với k rồi. Công thức này nếu như bạn nào mà không nhớ công thức tần số mà chỉ nhớ công thức chu kỳ thôi thì các bạn tính cứ viết công thức chu kỳ ra là 2 pi căn m chia k, nhưng mà tần số nó sẽ nghịch đảo của cái phân số này thì nó sẽ ra đáp án là câu C. Câu số 32. Giống với cái một bài phía trên thì chúng ta sẽ làm nhanh nhé. Các bạn có R bằng 150, các bạn kiếm được ZC nhưng mà phải đổi micro nhân 11-6 ra, ZC sẽ bằng 50. Còn ZL bằng 200. Và dễ dàng ra đáp số bài này là câu B. Tiếp câu số 32. Ta sang câu số 33. Với mạch RLC nối tiếp thì hiệu điện thế là nó có tính chất cộng. Các bạn nhìn thấy hiệu điện thế của mỗi thành phần thì chúng ta dựa vào ba cái vector này. Cường độ dòng điện các bạn luôn để nằm ngang, hiệu điện thế UR cũng nằm ngang luôn. UL là lên, UC là xuống. Vậy đáp án ở đây là câu A. UL quay lên, UC quay xuống thì nó ngược pha nhau hay là nó lệch nhau một góc là 180 hay là 1 pi. Câu 34. Câu nào sai? Các em thấy câu C và câu D, câu C và câu D này, các bạn thấy này là sẽ có một câu sai đấy. Hiệu điện thế hiệu dụng mà cộng được ấy là phải là cộng vector, nên là đáp án câu sai là câu D. Hiệu điện thế có tính chất cộng là hoặc là cộng giá trị tức thời hoặc là cộng vector, chứ không có tính chất cộng đại số. Không có tính chất cộng giá trị hiệu dụng. Câu số 35. Chúng ta làm nốt hai câu này. Bài về giao thoa cho F cho điểm M có khoảng cách D1, D2 rồi và M nó là cực đại. M nó là cực đại. Giữa M và đường trung trực có ba cực đại khác, chúng ta vẽ đường trung trực đây, cực đại thứ nhất, cực đại thứ hai, cực đại thứ ba. Có ba cực đại khác, vậy thì điểm M đấy nó phải nằm trên cực đại số 4. Cực đại số 4 rồi. Thì giữa M với đường trung trực là có ba cực đại khác là như thế này, đúng không? Vậy ta có công thức cực đại D1 trừ D2 bằng K lambda. Vậy thay số vào. D1, D2 là lấy số lớn trừ nhỏ đi, 20 trừ đi 16 bằng 4 lambda. Các bạn tính được lambda bằng 1. F bằng 20, vậy ta dùng tức là V bằng lambda nhân F. Vậy đáp số là bằng 20, câu D. Đó, điểm M phải nằm trên cực đại số 4. Thì nó mới thỏa mãn là từ M tới đường trung trực có 3 cực đại khác. Là không tính nó, không tính cái cực đại đó và cũng không tính cái đường trung trực luôn. Câu số 36, cho làm câu cuối cùng. Con lắc đơn có tần số là 0,55 thì chiều dài bằng bao nhiêu? Nếu như các em không nhớ công thức tần số mà nhớ công thức là T bằng 2 pi căn L chia G thì tần số F nó sẽ nghịch đảo, nên là 1 phần 2 pi căn G chia L. Chúng ta ship zone cái này sẽ tính được L bằng 0,82 m. Đó. Còn lại một số cái câu phía sau thì cũng dễ thôi.
Các em có thể chúng ta tự làm nha. Ba bảy đáp án là A. Ba tám thì dễ dàng các bạn tính ra là người mũ trừ 4 cường độ âm tại điểm M 10 mũ trừ 4 câu A. Câu 39 là câu A. Câu 40 là câu A. Trên đây là thầy đã giải cho các em trọn vẹn một cái đề thi gồm 40 câu, gồm có một số câu tự luận, còn lại là trắc nghiệm, phần lý thuyết và bài tập ở cái mức độ cơ bản. Các em, chúng ta chịu khó các em luyện nhiều thì chúng ta mới giải nhanh được. Chủ yếu mục của cái phần này là chúng ta giải nhanh thôi. Bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em. Chúc các em học tốt.